nay mình mở hộp một sản phẩm tai nghe Bluetooth hầm hố mua trên Shopee. Thì đây là cái thông tin của mình thì mình che đi rồi. Đây là cái tai nghe Bluetooth mua trên Shopee rồi từ cái thông tin là Logitech Shopee hút gì đó. Chung là mình mua trên Shopee cái này tai nghe hầm hố. Nay mình mở hộp thử cho anh em xem như thế nào. Vì cái đóng gói của sản phẩm. Rồi giờ mình sẽ khui cái này ra để xem sản phẩm như thế nào. Thì sau khi mình khui ra thì bên trong hộp thì shop có tặng mình một cái túi. Túi này chắc để đựng tai nghe này, giờ mình xài tai nghe này mình đựng vô trong này. Thì cái ký hiệu của mã tai nghe này là M41. Thì mình thấy cái shop khá chu đáo, tặng kèm một cái túi luôn để mình khi mình khui cái này ra thì mình có thể bỏ vô túi này để mình bảo quản như tốt hơn. Thì sản phẩm nó còn nguyên siêu luôn, khá rất tốt luôn, nguyên siêu như vậy. Là nó xài công nghệ Bluetooth 5.3. Cái nguồn vào là 5V 1A, còn nguồn ra 5V 1A. Nó hay dùng để xài cái điện thoại luôn. Mà 41 đây nghe Bluetooth V.3 có màn hình luôn. Mà trên này có chữ ke, không biết là chữ made in China. Thông số sản phẩm finger touch là cảm ứng mình có thể bấm cảm ứng. Pin châu, pin thời lượng dài. Có thể dùng cho app Siri luôn. Giờ mình sẽ khui ra thử xem thế nào. Cái thành bóc siêu sản phẩm luôn. Cái lóc siêu ra. Đây là bên trong sản phẩm. Trời, màu đen ha. Shop giao nhầm màu chứ mình đặt màu trắng mà là shop bị dùng đen. Nhưng mà cũng không sao. Cái này thiết kế giống kim loại nhưng mà nó có lẽ là bằng nhựa. Thiết kế hầm hố. Nhưng mà đáng tiếc là mình đặt màu trắng mà shop lại dòng đen. Đáng tiếc là vậy. Nhưng mà giá đúng sản phẩm cũng ok rồi. Này có cổng USB thường với cổng PC để mà cắm sạc cho máy. Rồi giờ mình sẽ bỏ tai nghe mình test thử xem thế nào. Bên trong thì nó cũng không có gì. À, nó mấy cái nút để tai nè, mấy nút để vừa kích cỡ tai nè. Cáp USB-C.
Rồi giờ mình sẽ bỏ vào thử xem sao. Khi mà bỏ vào thì sẽ ra là hiện ở đèn, pin của sản phẩm thì còn là 80%. Có đèn đủ kia trên thấy trên mạng này à, là có đèn này, đèn bốn góc đổi màu luôn. Có lẽ sắp hết màu trắng lên vàng màu đen cho mình, nhưng mà cũng không sao, có lẽ cũng không sao, mình cũng không sẽ không đổi giả tại vì sắp giao đúng hàng. Mình có mấy cái giả lập, mấy giả mấy ốc hầm hố, cái hầm hố, nhưng mà mình nghĩ là cái mặt này bằng nhựa giống phải sắt. Còn một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa. Nãy mình chưa để ý, mình mở ra How to view, nó bằng tiếng Anh. Nói chung là cũng sách này cũng đơn giản thôi, nhưng mà chỉ sư hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Mình sẽ thử xem nó để có thể sạc điện thoại được hay không. Bây giờ mình sẽ cắm vô điện thoại để mình thử. Ok, đang sạc điện thoại được. Đây, điện thoại đang thể hiện là đang sạc. Ok, có thể dùng để sạc cho điện thoại. Thử xem một thiết bị khác để sạc cho nó xem nó có nhận được hay không. Rồi giờ mình sẽ cắm nó sạc thiết bị khác, cái sạc dự phòng sạc cho nó. Đang thể hiện đang vô điện. Ok, giờ sản phẩm hoạt động tốt, đèn đốt cũng khá là ổn. Thiết kế của nó dạng vỏ sò. Mở ra nè. Thiết kế giống như một cái vỏ ốc vỏ sò. Giờ mình sẽ bay thử để mình test thử xem nghe được hay không, nghe âm thanh thế nào. Bluetooth lên thì nó sẽ hiện ra là TBS. Rồi thì mình thử chặt nói nó xem. Đang ghép nói. Yêu cầu ghép nói Bluetooth. Ghép nói đi. À, nó đang kết nối. Mức pin nó đang là 80%. Nói thì cái biểu tượng mà nó trên máy nó sẽ như vậy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bật một bài hát thử. Mình đeo lên thì nó như vậy. Nó sẽ gọn trên tay các bạn luôn. Đây là cái gắn trên tay mình nó khá nhỏ gọn, nên như tay mình như thế này đây, khá là nhỏ gọn luôn.
nước nó khá là nhỏ gọn. Bật lên thử. Thấy chất lượng âm thanh cũng nghe tốt. So với tầm giá chừng 200 mấy thì cái này nghe khá là ok. Thì cái này mình có thể đặt mua trên Shopee thì có nhiều shop nó bán. Ta nghe này. Rồi cái video review cái tai nghe của mình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mình. Thì cái này mình để cái khoa học bên ngoài rồi, nhưng mà cái tên cái máy này thì nó có, mình có ghi ở trên vỏ hộp, ở trên vỏ hộp rồi, M41, à tai nghe M41, tai nghe M41, tai nghe mà dạng hầm hố thì mình search trên Shopee thì nó sẽ ra cái hình dạng như vậy, thì mình sẽ đặt mua. Mình thấy kiểu này thì nó kết cấu thì nó cũng được, cũng chắc chắn. Nó thì cái này mình thấy cảm giác nó bằng nhựa thôi, nó bằng nhựa thôi, nhưng mà thiết kế kiểu như là kim loại. Nhưng mà mình thấy nghe âm thanh, thấy bát chết này kia nghe cũng thấy ổn. Nói chung tầm giá rẻ thì nghe được tốt, nghe rõ ràng, trong trẻo. Trong tầm giá rẻ thì cái này là rất là nghe ok, nghe thử rồi. Còn về tên của sản phẩm thì mọi người hãy lên Shopee tra tai nghe M41. Rồi tra sẽ có nhiều hình ảnh cho mọi người để mà mọi người tìm. Thì có ra cái hình ảnh giống vậy thì mọi người đặt mua về nghe. Thì mình thấy cái shop nào mà mình thấy có nhiều lượt mua rồi á, thì mình mua cũng càng yên tâm hơn. Mình sẽ coi trong đó để coi nhận xét tại thế nào có tốt hay không. Nhận xét tốt thì sẽ mua về mình trải nghiệm thử. Tai nghe này mang đi đâu nghe nhạc cũng nhỏ gọn, phù hợp với anh em. Anh em nào mà cần tai nghe nhưng mà túi tiền cũng ít thôi, shipper hay là công nhân gì đó túi tiền cũng ít thôi, có thể mua cái này về. Rồi xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo của mình.